Trẻ nhiễm sung do đi chân trần hoặc từ môi trường tập thể hay từ chính người thân. Sung hút máu và chất dinh dưỡng gây nguy hại đến sức khỏe. Hãy tẩy sung cho cả gia đình ít nhất 2 lần mỗi năm vào ngày 6 tháng 1 và ngày 1 tháng 6 hàng năm để bảo vệ sức khỏe. Chương trình tẩy sung cộng đồng 6116 bệnh viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng trung ương. Mỗi viên Fugaka chứa 500mg Mebendazole dưới dạng polymoxy giúp tẩy sung hiệu quả. Sử dụng cho người nhiễm các loại sung đường ruột, sung đũa, sung tóc, sung móc, sung kim. Chống chỉ định sử dụng Fugaka cho người quá mẫn cảm với thành phần của thuốc. Trẻ em dưới 1 tuổi, phụ nữ có thai 3 tháng đầu và bệnh nhân suy gan. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.